Dạ, Công an Sài Cần Thơ kính chào cô chú anh chị các bạn, mời cô chú và bạn Zalo may ghép thành phẩm cho Tết 2024 cúc tường hương tàn điều ha. Ngày món xay dừa dừa tầm chung chung nhỏ nhỏ tàn đẹp ha. Gồm như lít mắt gian cô chú mình chờ đợi nha cô chú nha bạn. Rồi, chào nhé. Dạ, em chào anh, em chào anh chị em mình đã trở lại với vườn của em nha. Thì hôm nay lên với kênh thì em xin phép giao lưu một số cây mai thọ hương. Đây có dẫu nhung với lại tư long. Thì số điện thoại giao lưu của em là 037 391 9774. Và vườn của em ở ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Thì hôm nay em sẽ giao lưu là cây này là cây mã số 1N nha cả nhà. Là cây một cây cúc thọ hương nha. Tạc đẹp điều kính. Chiều cao đây là được 102, tán ngang là 98. Thân cây này nó cái thoát thân nó hơi thấp nữa cả nhà. Thân này được 21 nè, đó tàn kính hết trơn nè. Cái này em vô dây chỉnh sửa cho cả nhà mình hết. Đẹp ha, như con thú. Về cả nhà mình rất là dễ chơi ha. Giờ ví dụ như cả nhà mình không thích dáng này thì cả nhà mình có thể bẻ cái nhánh dây chì qua là nó sẽ qua là nó không bị gãy cả nhà. Cúc thọ hương. Nhìn như thú luôn. Dạ, như con thú, như con nằm ngồi như cái đít nè, cái đuôi nó nè. Cúc thọ hương nha cả nhà. Cây mã số 1N này em xin phép giao lưu với giá là 1,2 triệu, em bao phí vận chuyển luôn ạ. À, quá trời to luôn. Đều kính luôn. Đó, tàn không bị lép ghế nào luôn nè. Tròn ổn luôn á. Thay ghép các điều cày. Điều cành luôn, để gọi. Đổi cây luôn. Cái đó. Có cần hỗ trợ thì tiếp mình la lên nha. Cái này. Nó hết hồn. Cái này nó giật mình. Cây số 2. Mã số 2N là một cây cúc tư long. Dáng bộ xài ha, thân bộ xài lắc quay quái. Chiều cao là 80, tán ngang là 66. Ồ, cái này đế quái quá ha, em đo trên đây là được 15 nha cả nhà. Cũ hai như chỗ này quanh là được đây. 20, nguyên cái chỗ này là được 54 đó. Cái cũ cúc tư long đó. Ủa, cái đấy dáng nó lạ ha, dáng bên sai mà dưới này nó hơi quái quái một xíu nữa. Cúc tư long thì cái dòng cúc thì cả nhà mình yên tâm ha, cúc là nó rất bông, nó rất là đẹp. Đó, cái này nó sắp mà em thấy có cái một cái búp nó sắp nở đây này, đó. Cả nhà mình là muốn biết chưa biết mặt bông cúc tư long á thì cứ liên hệ em qua Zalo nha, cũng là số điện thoại em đã như trên tiêu đề ha. Cúc tư long. Cây này em xin phép giao lưu với giá là 900 ngàn, em bao phí vận chuyển luôn. Dạ, phép đổi phôi luôn. Ok luôn. Quên quen đổi phôi, đổi cây luôn chứ mà. Sản phẩm đẹp hết. Đây, có một bông nè. Đây, bông trong. Mã số 3 nè. Một bông. Một bông cúc tư long á cả nhà. Đó. Nãy trước kia mình có cái búp hay giờ mình thấy mặt bông vậy ha. Mã số 3N. Chiều cao là 93. Tán ngang đây được là 69. Thân ngay chỗ này là được 19 nè. Củ. Củ đây được 45. Đó. Mặt bông cúc tư long cả nhà mình thấy rồi đó. Rất là đẹp nha, bông cúc này rất là đẹp rồi. Mấy chục cánh lận. Bạn thấy nó tròn tròn đều hết trơn. Cái này của đồ em kéo. Này nó già mùa hết rồi. Đế rồi tài rồi, để kia em vô dây chỉnh sửa rất là đẹp. Bao la. Cái này là Tết cả nhà mình yên tâm chơi Tết thoải mái rồi đó. Đều hết trơn. Cây mã số 3N này với giá là 800 ngàn em bao phí vận chuyển luôn. Cúc tư long. Dạ rồi, xem đổi cái luôn. Đến hơi quái.
vì mình ấy lại mình khai thác đế con cao cao lên được, nó đẹp. Toàn là đế quái quái không cô chú bạn. Mã số 4N là một cây cúc thọ hương. Tạo dáng càng thông sẵn luôn. Cái này cái phone cao nha. Thân lắc. Chiều cao là 1.16. Ngang đây là được 1 mét. Thân chỗ này là được 16 nha cả nhà. Đây này nó đứng nở ngay chỗ này. Cái này dán trực hay tàn tròn nha. Cúc thọ hương. Cúc thì cả nhà là cái bông á nè. Cái này là nó tàn, cái loại cúc thọ hương này là nó tàn nguyên cái bông này luôn chứ nó không có rụng từng cánh nha cả nhà. Nó tàn nguyên cái bông luôn, nó sẽ không rụng từng cánh nha. Thọ hương thì bông nó thơm rồi đó. Mã số 4N. Cái này em giao lưu với giá là 900 ngàn em bao phí vận chuyển luôn. Đi rồi, phép đổi cây luôn. Này có loại nhỏ nhỏ mini hơn đấy cô chú mà, chứ loại lớn là nhỏ nhỏ cũng có luôn. Đế quế quái cũng có luôn. Chi bí, soi cũng có luôn. Đa dạng. Cái này hoành hơi lớn lớn. Mã số 5N. Tiếp theo là mã số 5N. Là một cây giảm nhung. Vô dây sẵn, trồng giò giảm nhung ở đây phải. Là cái mặt bông nó rất là to nha anh chị em mình. Chiều cao là 1.12. Giảm nhung bự bự trà bá luôn. Tán ngang là 1.08. Giảm nhung hiện tại giảm nhung đã rất là anh chị em mình ưa chuộng nhiều ha. Phải 7-8 phần. Mặt bông nó rất là to. Hơn là được 26. Bông của nó to hơn giảm thu rất nhiều nha cả nhà. Nó đẹp này nở. Bông nó to, nó đẹp hơn. Giảm hư rất nhiều. Đó, mã số 5N là một cây giảm nhung. Tàn nè. Em vô dây chỉnh sửa cho cả nhà mình, nó rất là to, tròn. Đúng rồi, bao la đầy đủ luôn. Nó không bị lép một vế nào luôn. Giảm nhung. Giảm nhung thì em chỉ còn một vài cây thôi cả nhà mình ha. Đẹp ha. Dạ, cây mã số 5N này em xin phép giao lưu với giá là 2.500.000 em bao phí vận chuyển luôn ạ. À. Dạ, phép đổi cây luôn. Nhỏ nhỏ chứ bí. Cái này mini nha, cái này mini nhỏ nhỏ. Cô chú thì thích nhỏ nhỏ, mua một cây cây để bàn Tết là đẹp. Rồi để mua thì về chăm sóc tập chơi luôn. Nhẹ nhẹ, dễ chăm sóc. Mã số 6N là một cây cúc thọ hương. Chiều cao đây là 1.04. Tán ngang là 92. Ghép đều tàn. Thân ở đây là được 19 nè. Cái cũ. Cái cũ này đó. Là được 60 nha cả nhà. Để nhiều. Đó, quá đẹp luôn. Chỗ gì đẹp. Cúc thọ hương. Cái này em giao lưu với giá là 1.100.000 em bao phí vận chuyển luôn ạ. Đó, 1.100.000 cây số 6. Cúc thọ hương. Dạ, phép mình đã cây luôn. Đó, thêm cái đó bán gọn rồi. Tiếp theo cây số 7. Bắt chụp gì bắt chụp hoài tôi. Cô chú chị đợi xíu ha. Số 7 nè. Tàng đều kính chưa. Ông lép tròn do đã ghép đã chọn tàng tròn sẵn luôn. Cái này nó phơm sẵn của chú chị mua về cho chơi Tết rồi chồng đất lại cái này sẵn luôn. Cái này cũng là cúc thọ hương luôn. Cao là được 1.08. Ngang là 1 mét.
thân này là được 19 nè. Củ đế đây là được 64. Củ đế tròn ổn. Ừ, tàn nó tròn quá hết cả nhà. Rất là đẹp luôn. Trồng cho luôn. Trồng xếp anh luôn. Cây mã số 7 nồi này em xin phép vô lưu với giá là 1,5 triệu em bao phí vận chuyển luôn ạ. Rồi số điện thoại luôn nhé. Dạ số điện thoại của em là 0373919774. Và cũng em cũng có xài Zalo cho số này luôn nha. Dạ phép một cây mini. Tranh thủ thời gian rảnh rảnh quay cái mini cho cô chú xem. Bí mã số 8N cúc thụ hương này đế đẹp này. Cao đây được 92, ngang đây là 70. Thân này là được 14 nha. Củ này cũng nói quá. Củ to nè, tròn ủng nè. Nhỏ mà có vỏ hay cái nha. Cái củ nó nè. Đó, quá trời luôn nè. Đây, cái này nhìn nè. Giáp kính tàn. Cúc thọ hương, mã số 8N. Cái này em vô lưu với giá là 900 ngàn, em bao phí vận chuyển nha. Được rồi, em đổ cây luôn. Đặt cái luôn thôi, quay đi cái này. Mã số à? 9N gì đó. 9N. Cái đó 9N phải không? Cái đó 8N. 9N. Nó cũng là một cây cúc thọ hương. Chiều cao đây là được 1 mét. Ngang là 83. Cái này thằng cũng kính kính điệu chứ. Thân đây là được 14. Cây thế này về mặt thấy thì rất là mạnh. Về chăm sóc thằng không sợ chết đâu. Yên tâm. Về chăm sóc nó mạnh cây. Bông bự. Cái lô này về nhà ra. Năm nay cả nhà mình chơi Tết thoải mái rồi nha. Nó già mùa rồi. Cúc thọ hương mẹ số ha. 9N. Cây này cũng với giá là 900 ngàn em bao phí vận chuyển luôn ạ. Dạ, phép đổi cây luôn. Càng điệu chưa. Bấy. 10N đây cũng là một cây cúc thọ hương. Già mùa không chứ. Này cũng có tầm cỡ 2 năm 3 năm. Chiều cao đây là 109. Này ghép hả? Này bông gió đó, này nó nở bông gió sớm. Rộn lộn nở bông gió nhiều. Tán ngang là 87. Mất bông nè. Nó dần héo nè, là nó héo là nó tàn lên trên cái cây luôn chứ nó không có rụng từng bông. Cúc thọ hương này nó đặc biệt là nó như vậy. Thân đây là được 20 21. Để siêu siêu đó. Lắc. Đã ghép kính tàn. Cây mã số 10. 10N này em giao lưu với giá là 1,5 triệu em bao phí vận chuyển luôn. Tàn rất đẹp đó chứ mà. Vì một cái thác đế là mình ngồi lên cho cao lên. Từ từ, khu từ từ nó sẽ đẹp. Nhưng mà giá bonsai đấy đẹp đẹp. Cây dì dừa. Rồi phép đỏ cây luôn. Mã số 11N là một cây cúc tư long. Để nhìn thú nằm. Chiều cao là 83.
ngang là được 67. Thân là được 15. Dáng nó hơi nằm ha, hơi siêu nghiêng ha. Mà số 11N cái cúc tươi lâm này em xin phép giao lưu với giá là 800.000, em bao phí vận chuyển luôn ạ. Chất lắc luôn, chăn lông sẵn cho cô chứ bạn. Ok. Dạ, phép mình đổ cây cô chứ bạn. Mã 12N này cũng là tươi lâm luôn. Bông kìa gớm, chịu mà ra bông. Kẹo luôn á. Nó bự đẹp ha, cúc tươi lâm bông cái gì đó chùm bự bự, chiều cao là 96, ngang là 74, mặt bông nó khỏi chê luôn, quá trời đẹp. Nó mới hay hơi không đó, đó. Đây nhìn thấy không đẹp đó, cái bông này. Em nhìn em mê ghê luôn á, em búp búp nè, nó chuẩn bị nó nè, mực nó nhô lên từng ủng nè, chùm luôn nè cả nhà, nhìn nè, tươi lâm nha cả nhà, cúc tươi lâm đó, quá trời luôn, một cái nụ mà nó ra chùm như vậy là quá đẹp luôn rồi. Này ra hết cây đã lắm. Thân ở đây là được 15, đế nó cũng hơi quái nè đó. Cái mặt bông mà quá trời, nhìn thấy ghiền quá, quá trời đẹp luôn nha cả nhà, cúc mà. Bông cúc mà rất là đẹp ở cả nhà, mình khỏi chê vô đâu hết. Cái mã số 12N này em vô lưu với giá là 1 triệu, em bao phí vận chuyển luôn ạ. 1 triệu. Cái số 12N. Rất 2 ba mùa hết chứ. Rồi, ok. Rồi, phép nói cái luôn. Mã 13N là một cây cúc thọ hương. Tàn bự bự ha, kính chưa? Bông cúc thọ hương. Đụng cũng nguyên bông. Dạ, nó cũng là đụng nguyên bông vậy nè. Còn mà nó rụng từ cánh là lý do là nó sẽ cái sẽ đã có hột. Những cái giống này khác thì nó có hề nó rụng từ cánh, nhưng mà thọ hương là nó rụng, nó tàn nguyên một bông luôn. Cho nên là cái mặt bông của nó chơi rất là lâu nha. Ngang là được 106. Ồ, cao là được 106. Yeah. Ngang là được 94. Lộn luôn. Thân này là được 19 nè. Đế, ông nghĩa cũng được. Wow, cái đế nó nè. Có cái chủ đó luôn. Cái đế của nó là một nắm tay em không hết luôn. Đó, cũng nó nè. Về cái này cả nhà mình khai thác cái rễ nó ra được nha. Ở dưới này nó còn nữa nha cả nhà. Đó. Này cái rễ trụ cho má luôn. Về nhà cái cây này cả nhà mình thay vô cái chậu hình dĩa. Đó. Nhìn nó siêu siêu, nhìn nó ngang, đẹp. Thân nó cũng đẹp nữa. Mã số 13N này em xin phép giao lưu với giá là 1.1 triệu, em bao phí vận chuyển luôn ạ. Cúc thọ hương. Thì bẻ cái gọng chiếc xe lại, hình dĩa thêm bẻ gọng chiếc xe hồi đầu lại, đẹp. Gọt phép đổi cái luôn. Rồi tiếp theo. Để thôi chờ tiếp mình phiên hơn tí mà. Ginh tiếp ha. Cái nào? Mười bốn hay nợ. Cũng là một cây cúc thọ hương. Cao này là được 93, ngang là được 90, hình thân là được 19. Đế nằm nằm hả? Nó xa mình chơi đế nằm nằm đẹp, bẻ vô dây sữa. Mình thấy bẻ chiếc lắc đổ được cái trái nhánh đó. Hồi đầu lại luôn, đầy đủ luôn. Cái mã số 14N này em giao lưu với giá là 1.4 triệu, em bao phí vận chuyển luôn nha cả nhà. Rồi, đổi cây luôn. Vì mình vô chậu đẹp đẹp hết chứ, dạ, phép đổi cây. Nếu mua về mình thả vô chậu đẹp cây cũng dễ thương.
chỗ cửa kính cho Tết. Mã số cuối cùng là mã 15N, cũng là một cây cúc thọ hương luôn. Tàn đều từ trên dài xuống, nó đều tứ diện hết, không bị lép một vế nào luôn, quá đẹp luôn. Chiều cao cái này là được 108, ngang là được 92. Lắc lắc hôm nay được 17 nha cả nhà. Đó em đeo trên á. Nè, hơn hơi lắc nè. Cái tàn nó quá trời mê luôn. Còn lắm luôn. Điều ghen. Nhà mình coi nó đâu có bị lép vế nào đâu. Mã số 15N này em xin phép vô lưu với giá là 1,5 triệu. Em bao phí vận chuyển luôn ạ. 1,5 triệu cái số 15. Anh à. Thì cây mã số 15N này cũng là kết thúc cái clip ngày hôm nay của em luôn. Thì số điện thoại Zalo của em là 0373919774 và cũng là số Zalo của em luôn nha cả nhà. Thì anh chị em mà mình yêu thương hoặc là hợp nhãn mã số này thì nhanh tay liên hệ em nha. Thì xin chào ạ. Rồi chào nha. Dạ chào quý cô chú anh chị các bạn luôn nha. Thì cô chú anh chị mua cây nào liên hệ tiếp chỗ nha. Thì giúp kênh có mini nhỏ bự hơn cũng có nha. Dạ, trân trọng kính chào.